thật vui vui lắm đi. Đấy thế nhá, mình hướng dẫn nhá. Thì các anh bật chế độ audio này nó sẽ hiện. Nếu khi mà khi nào mà cái này nó xuất hiện nó lên khoảng 0,5 khoảng 0,3 đến 0,5 trở lên là chỗ đấy là có phóng xạ rồi. 0,3 bình thường đã lên. Đây 0,1 thôi. Và khi lúc đó thì cái audio tiếng kêu nó sẽ tăng lên. Cái tần càng gần đến tiếng kêu nó càng kêu dồn dập và kêu nhanh. Hoặc thậm chí nó kêu liên tục. Cái máy này thì nếu mà cái này thì phải trên 1 microsievert bắt đầu nó mới kêu. Thì cái này thì các anh cũng để ý là nếu mà nó trên 0,3 đến 0,5 trở lên là chỗ đấy có phóng xạ rồi. Cái máy này là có anh nhá, cứ cần để ý là chỗ nào dí được 0,5 là bắt đầu chỗ đấy có phóng xạ rồi. Đấy. Đầu dò đây, các anh hướng đầu dò vào cái chỗ đấy. Các anh tuyệt đối không được để rơi nhá, rơi là hỏng. Đầu dò này thì bằng gamma nó bắn xuyên qua nhựa này, không cần phải tháo ra. Cẩn thận thì đó ra. Càng vào đến gần nó thì cái số này nó càng nhảy lên. Thế là mình phải chơi cái này. Mà nếu do máy như kia thì nó sẽ phát hiện được khoảng tầm bao nhiêu, nó trong khoảng tính bán kính khoảng tầm 2-3 mét anh. Nó tùy tình che chắn, nếu như không có che chắn thì hai nữa là cái hướng đầu phát mạnh nhất của nguồn phóng xạ ấy nó bắn theo hướng nào đó. Như vừa nãy anh bảo là tầm 1 mét nó nên khoảng tầm 10 micro. Nhưng mà đấy là nguồn trần. À nguồn trần ở cái này đây còn cái đây nữa. Đây trong ông phải mướt. Mà cái máy kia vừa nãy anh bảo là tầm khoảng tầm 0,3 trở lên đúng không? 0,3 micro. Ông này phải dí cách nguồn phải khoảng, nếu như không có che chắn thì cái khoảng ít nhất là 40 phân mới làm phát hiện được. Thế nếu mà dò như này khả năng rất khó tìm, có phải quá cao không anh? Ông phải dò vào các ngóc ngách để... Nếu mà như này là nếu có khả năng kè để có hai ông này ông ấy. Cứ để anh em họ tìm đi. Đợi một lúc xong mình hướng dẫn họ phải dí sát hơn. Đây là mình giới hạn như thế này mà còn khó tìm nếu mà cái thằng cả công ty thì chết đấy. Mất tận đâu đó thì sao tìm được ra được. Từ từ cứ để làm tí nữa mình sẽ hướng dẫn thêm. Bởi vì nó quá bé. Bỏ kim lấy bể thôi.
Mọi người đứng ra hướng đường này, đừng đứng hướng gió. À, các anh phải dí gần vào cách khoảng, các anh phải dí gần khoảng ít nhất là 3-40 phân thì anh mới phát hiện ra được. Tìm thấy là khu vực thôi, anh phải tìm vào vị trí đó. Tìm thấy nó đi. Thế nào máy phát hiện thì càng dí gần vào mới thấy. Phải dí gần mới phát hiện. Mình nó xác định là không có nguy hiểm quá mức thiết bị của mình bình thường. Đây là mình giấu cả cái container luôn vậy. Ờ. Chưa ai đây. Có cái mẫu ngón tay này chân nguy hiểm lắm. Chắc gần đấy rồi. Anh là người giấu à? Không, người khác. Yeah. Chuyên gia đào vàng. Chuyên gia đào vàng. Chuyên gia đi đào vàng giấu à? Đây là mất container, phải là mất mất lõi nguồn đâu mới tìm thế này. Đã. Chuyên gia đào vàng giấu. Anh ơi, cái đấy nó hiển thị là bao nhiêu rồi? Chỗ máy quay nó bao nhiêu? Bao nhiêu? Nó che chắn nó nhiều lớp lằng nhằng. Nếu mà nó đúng hướng thì nó vẫn mạnh, mà nó lệch một tí nữa lại không ngay. Cho nên là cái nông sản này nó cũng có công trình của nó lằng nhằng. Tóm lại là càng gần thì nồng độ nó sẽ càng cao. Đấy. Càng gần thì xuất hiện càng cao. Chân máy quá đi. Hiểu thế, kiêng cái này. Thế đấy rồi, mò ra được chỗ này luôn nhỉ. Cục nó to này cơ mà. Ừ. Sao được đi tìm thằng đất làm gì? Cái sau này. Đó là
giờ em chiều. 5 giờ chiều. Bao đi tìm. 5 giờ chiều. Chân lắm mà. À, hai anh đổi máy cho nhau đi. Hai anh đổi máy cho nhau để anh này anh ấy ấy. Hôm nay em cho đi dầu. Em cho nào cao nhất nào. Cái cục nó to cơ mà không phải nhỏ đâu. Rồi em làm đúng không biết hết. Rồi phía trong này có ngoài không nhá. Anh em ơi. Không đang phải đâu. Có lại thế. Cuối cùng nhá. Đó nó phải thế. Đâu đâu. Bên một đi bên hai không được. Chỉ đạo nào nhỉ? Chỉ đạo hộp hết kia đâu nhỉ? Bên một đi bên hai không được cái ông ở đâu mà thu nguồn ở đây. Ờ không mặc áo kìa. Bên tay quân cầm hết. Lấy cái kim. Bắn nhau. Kim nó cái gì cơ nhỉ? Bắn nhau. Bắn nhau. Kim nó. 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 Kim n